Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ICT của kênh Cộng Thông tin và Truyền thông VTC2. Bản tin ngày 24 tháng 6 năm 2012 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Doanh nghiệp ICT khó tận dụng được chính sách hỗ trợ đầu tư IND của nhà nước. Tập đoàn Viễn thông Viettel bắt đầu rót tiền vào thị trường nước ngoài thứ năm. Trong phần tin quốc tế, xuất hiện phần mềm có thể biến bất kỳ ai trở thành nhà công thực thụ. Thưa quý vị và các bạn, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ R&D bằng cách cho phép các doanh nghiệp giữ lại 10% thu nhập trước thuế để đầu tư cho hoạt động này. Tuy vậy, cho đến nay, không ít doanh nghiệp ICT chưa biết hoặc biết nhưng vẫn chẳng thể tận dụng được khoản hỗ trợ này. Ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp phần mềm và nội dung số, thường chỉ có quy mô vừa và nhỏ, lợi nhuận còn khá khiêm tốn, trong khi chi phí đầu tư cho R&D thường khá lớn, nên doanh nghiệp thường phải đầu tư lớn hơn rất nhiều so với 10% thu nhập trước thuế để có thể làm ra được một sản phẩm hoàn thiện. Đại diện Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin cũng cho rằng, dù quy định nhà nước cho phép trích lập tối đa 10% thu nhập tính thuế để đầu tư R&D, song với những doanh nghiệp lỗ dài dài hoặc lợi nhuận thấp thì không thể tận dụng chính sách ưu đãi này. Trước tình trạng một số ngân hàng tự ý thu phí giao dịch nội mạng hay tăng phí rút tiền từ máy ATM thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiến hành kiểm tra các ngân hàng này. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý các ngân hàng lặng lẽ thu phí ATM nội mạng và nâng phí ngoại mạng mà không thông báo với khách hàng. Việc không thu phí ATM nội mạng đến hết năm 2012 đã được Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại thống nhất từ đầu năm. Thế nhưng nhiều ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng lớn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Techcombank đã đi ngược lại cam kết và âm thầm thu hoặc tăng phí các giao dịch ATM. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã công bố nghị quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, Viettel Global về việc thành lập chi nhánh tại quốc gia Đông Phi Tanzania. Như vậy, Tanzania sẽ trở thành thị trường viễn thông nước ngoài thứ 5 được tập đoàn Viettel đầu tư sau Campuchia, Lào, Haiti và Mozambique. Theo nghị quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, chi nhánh của công ty này tại Tanzania sẽ thực hiện mọi hoạt động cần thiết liên quan tới việc xúc tiến đầu tư, triển khai xây dựng hạ tầng mạng viễn thông tại đất nước châu Phi này. Nghị quyết của Viettel Global cũng cho biết, chi nhánh tại Tanzania sẽ được rót vốn tối đa là 1 triệu đô la Mỹ để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trên. Giám đốc chi nhánh này là ông Huỳnh Quang Nghĩa, nguyên là giám đốc kỹ thuật của Movitel, một liên doanh của Viettel tại Mozambique. Sau nhà mạng Mobifone, đến lượt Vinaphone vừa tung ra chương trình ưu đãi tặng 50% giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả sau của mình. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 6. Cụ thể, thuê bao trả sau của Vinaphone sử dụng dịch vụ EasyPay. Khi nạp thẻ sẽ được tặng 50% giá trị các thẻ nạp, không phân biệt các loại mệnh giá và không giới hạn số lần nạp thẻ vào tài khoản EasyPay 1 và 30.000 đồng một tháng vào tài khoản EasyPay 2 trong 3 tháng 6, 7 và 8. EasyPay là dịch vụ cho phép thuê bao trả sau sử dụng mệnh giá tiền nạp trả trước Vinaphone để thanh toán cước trả sau phát sinh hàng tháng. Trước Vinaphone, Mobifone cũng đã có nhiều ưu đãi dành cho thuê bao trả sau của mình. Chỉ từ đầu tháng 6 đến nay, Mobifone đã có 2 lần triển khai chương trình khuyến mại tặng 50% giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả sau. Thuê bao trả sau của nhà mạng này có thể thực hiện nạp tiền qua dịch vụ FastPay. Kinh tế khó khăn, doanh nghiệp thường phải cắt giảm chi phí và tìm đến các giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn, trong đó giải pháp bán hàng trực tuyến với chi phí thấp do không phải thuê mặt bằng bán hàng được nhiều người đánh giá là giải pháp hay trong thời buổi khó khăn này. Tuy vậy, trên thực tế, sau khoảng thời gian hưng thịnh hiếm hoi, nhiều chủ shop online lại đang phải dần rời bỏ cuộc chơi trước việc kinh doanh trực tuyến ngày càng tụt dốc. Chủ một shop nước hoa tại trang mua rẻ cho biết, thời buổi khó khăn nên người tiêu dùng ít chịu chi tiền, gần cả tuần nay chỉ bán được vài món đồ, lãi chưa đủ tiền công vận chuyển. Một số chủ shop online trên trang Én Bạc thì cho biết sẽ dừng việc kinh doanh online vì hàng hóa ngày càng khó bán và chi phí cho bán hàng trực tuyến ngày càng tăng, trong khi việc cho thuê mặt bằng bán hàng hiện đã giảm khá nhiều so với trước. Trên thực tế, bên cạnh sức mua yếu, các chủ shop online còn phải đối mặt với các hình thức cạnh tranh không lành mạnh như dìm hàng, sao chép mẫu mã sản phẩm. Thời gian gần đây, từng khoản phí dính chủ đề bán hàng, đơn chủ đề quảng bá sản phẩm hay phí duy trì gian hàng ảo đều tăng dần đều, mặc cho sức mua ngày càng giảm do chợ ngày một đông người bán. Vertu sắp trình làng mẫu Constellation Smile hay còn gọi là mẫu điện thoại cười, phiên bản đặc biệt với màn hình cảm ứng 3,7 inch, máy ảnh 8 chấm tại thị trường Việt Nam vào tháng 7 tới.
Đây là phiên bản nối tiếp dòng Constellation với màn hình cảm ứng rộng, sử dụng hệ điều hành Xiamen Belly, màn hình máy với công nghệ AMOLED, cho khả năng hiển thị tốt trên kích thước 3,7 inch, độ phân giải NHD. Nhà sản xuất cho biết, máy có lớp vỏ ngoài sử dụng các chất liệu cao cấp như tinh thể Sapphire. Máy ảnh của Constellation là 8 megapixel với hai đèn flash LED. Tuy mức giá của điện thoại cười vẫn chưa được Vertu công bố tại Việt Nam, song mẫu smartphone này đã được công bố tại Anh là 4.900 đô la Mỹ, tương đương với 100 triệu đồng. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Vertu và tổ chức toàn cầu SmileChain, chuyên phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em sứt môi HAMX. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2006 do nhà mạng FPT Telecom cung cấp, dịch vụ Internet cáp quang FTTH đã cho thấy ưu điểm vượt trội đó là tốc độ chuyển dữ liệu gấp hàng chục lần so với chuyển dữ liệu qua đường cáp đồng truyền thống. Đến nay, bên cạnh FPT Telecom, hầu hết các nhà cung cấp Internet đều đã cung cấp dịch vụ này ra thị trường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 năm thâm nhập thị trường Việt Nam, dịch vụ Internet này mới chủ yếu tiếp cận được các tổ chức doanh nghiệp. Còn với đông đảo người dùng cá nhân, Internet cáp quang vẫn được ví như đường cao tốc mà chưa có nhiều người đi. Đây là thư viện trường Đại học Nguyễn Trãi ở Hà Nội. Mỗi phòng của thư viện này được trang bị hàng chục bộ máy tính có kết nối Internet như thế này. Do có nhu cầu về tốc độ và dung lượng đường truyền lớn, nên nhà trường đã chọn lựa giải pháp Internet cáp quang FTTH, dùng gói cước được xem là khá hợp lý của nhà mạng FPT Telecom. Tuy nhiên, mỗi tháng nhà trường cũng phải mất hơn 3 triệu đồng tiền cước, mức giá đắt hơn nhiều so với dịch vụ Internet cáp đồng ADSL. Điểm nổi bật thì mình thấy rõ nhất đó là truy cập Internet nhanh và tốc độ dữ liệu download về là cũng nhanh, tương đối ổn định, lâu dài hơn đường ADSL. Cước Internet cáp quang giá thì cả thuế hơn 3 triệu. Có nhiều cái phương án để mình thanh toán tiền, ví dụ trả một chọn gói trước thì hết khoảng 2 triệu 2. Trên thực tế, FPT Telecom là đơn vị đầu tiên cung cấp loại hình dịch vụ Internet cáp quang FTTH ở Việt Nam từ năm 2006. Sau đó, dịch vụ này cũng được các nhà mạng khác triển khai như Viettel, VNPT hay Netnam. Theo các nhà mạng, khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang FTTH chủ yếu là doanh nghiệp, chiếm khoảng 90%. Nguyên nhân là do chi phí triển khai đắt khoảng gấp 5 lần so với cáp đồng. Thêm vào đó, dịch vụ này có quy mô chưa rộng như ADSL, chủ yếu tập trung ở thành phố, vùng trung tâm thị xã hay thị trấn. Hiện tại chúng tôi đang xếp ra 6 cái gói FTTH phù hợp với từng nhóm đối tượng và phù hợp với từng cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Với những cái nhu cầu sử dụng cơ bản thì các bạn có thể sử dụng cái gói Fiber Business có giá khoảng tầm 1 triệu 2 một tháng. Còn với các cái nhu cầu cao cấp hơn thì có thể sử dụng các cái gói Diamond hoặc là Gold. Đứng trước cái tình hình kinh tế biến động như này thì việc đầu tiên chúng tôi đang nghiên cứu để có thể áp dụng ngay, đấy là cơ cấu lại các cái gói cước cho nó phù hợp hơn. Hướng thứ hai là chúng tôi sẽ tiến hành nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao các cái cam kết về băng thông. Nếu dùng dịch vụ ADSL, khách hàng chỉ phải trả khoảng vài trăm nghìn mỗi tháng là đã có thể sử dụng được gói cước lên tới 10 megabit trên giây. Với tốc độ này, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin của người dùng Internet như xem phim, nghe nhạc, download. Bên cạnh đó, ngoài tốc độ truy cập cao hơn, các dịch vụ trên cáp quang FTTH không có nhiều điểm khác biệt so với ADSL. Để thu hút thêm khách hàng, hiện tại một số nhà mạng đã và đang triển khai các dịch vụ để khai thác thêm băng thông trên đường cáp quang như truyền hình cáp, game và các dịch vụ giải trí chất lượng cao. Ý tưởng Việt, thuật toán Việt và những con người Việt, tất cả đã và đang tạo nên hàng loạt giải pháp phần mềm made in Việt Nam. Một góc nhìn về phần mềm Việt Nam với những sản phẩm và giải pháp tiêu biểu mang thương hiệu Việt đã và đang được ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tất cả sẽ có trong bản tin Thời sự ICT phát sóng vào 20 giờ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC2, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cuộc điều tra mới đây của Hiệp hội các nhà xuất bản trực tuyến Mỹ cho thấy tỷ lệ thâm nhập của máy tính bảng tại Mỹ đạt mức cao mới và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm tới.
Trong số những người được phỏng vấn, có 74% cho biết họ sử dụng máy tính bảng ít nhất một lần trong ngày, 60% sử dụng nhiều lần mỗi ngày. Thời gian sử dụng trung bình mỗi tuần là 14 tiếng và chủ yếu vào ban đêm. Các mạng di động vẫn là lựa chọn chính để họ có thể đọc sách báo và tạp chí. Có khoảng 41% người sử dụng coi mạng di động là lựa chọn hàng đầu của họ. 94% coi việc truy cập nội dung như là hoạt động chính trong quá trình sử dụng máy tính bảng, 67% truy cập mạng liên kết và 66% kiểm tra email. Ai cũng có thể trở thành nhạc công và nhạc cụ, có thể là bất cứ đồ vật vô tri vô giác nào xung quanh họ. Điều kỳ diệu này có được là nhờ một phần mềm do một tiến sĩ người Italia và các cộng sự tạo ra, nhằm giúp các nhạc sĩ hay những người biểu diễn nghệ thuật tận dụng tối đa lợi thế của âm thanh điện tử mà vẫn không mất đi cảm giác chạm vào bề mặt thật của nhạc cụ. Đây là phần mềm Mukis mà nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Bruno Jambolin vừa phát triển thành công. Theo mô tả của ông, công nghệ này sẽ giúp tất cả mọi người có thể chơi nhạc một cách dễ dàng. Ở đây, chàng sinh viên trường đại học Goldsmiths đang dùng chính những họa tiết ngoằn ngoèo trên mái tòa nhà của trường để làm nhạc cụ. Điều bất ngờ là ngay cả những bề mặt thô ráp như thế này vẫn có thể tạo ra những giai điệu ngọt ngào. Để trở thành nhạc công với Mukis, người chơi cần đặt microphone tiếp xúc lên bất cứ bề mặt nào. Phần mềm sẽ tạo ra âm thanh nhờ hiện tượng áp điện. Phần mềm đã lập trình sẵn trong máy tính sẽ làm nhiệm vụ liên kết microphone tiếp xúc và tạo ra âm thanh nhờ hiện tượng áp điện, biến các dao động thành âm thanh điện tử. Phần mềm này có thể phân biệt các điệu bộ khác nhau, do đó bạn có thể gõ ngón tay vào một chiếc bảng gỗ hay kính cửa sổ. Hệ thống sẽ nhận được tất cả các động tác này và kết hợp chúng với các loại nhạc cụ khác nhau. Bằng việc ứng dụng kỹ thuật ghép mảnh, người chơi sẽ tải một thư mục chứa các âm thanh đã được ghi trước. Sau đó, âm thanh từ microphone tiếp xúc sẽ được phân tích bởi phần mềm và tạo ra những âm thanh giống nhất có thể với các âm đã được ghi sẵn. Bởi vì động tác của mỗi người là khác nhau, nên những âm thanh được tạo ra khi sử dụng Mukis luôn mang theo đặc trưng của mỗi người chơi. Âm thanh tạo ra được truyền qua tai nghe, nhưng người chơi có thể thoải mái nghe tác phẩm của mình mà không lo làm phiền người khác. Tiến sĩ Jambolin thậm chí còn mang cả phần mềm này tới thử nghiệm trong một quán bar và nó đã gây được ấn tượng khá tốt với người dùng. Phần mềm này rất thú vị và mới mẻ. Chỉ cần chạm vào bất cứ đồ vật nào mình sử dụng hàng ngày, bạn sẽ nghe được những âm thanh bất ngờ. Thực sự rất hay. Hiện tiến sĩ Jambolin đang hợp tác cùng Viện Âm nhạc IACAM châu Âu ở Paris phát triển Mukis hơn nữa, bởi họ tin rằng phần mềm này sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến kỹ thuật âm nhạc trên nền tảng màn hình chạm. Theo dự kiến vào mùa thu này, họ sẽ ra mắt một ứng dụng trên iPhone cho phép người dùng chơi nhạc trong khi di chuyển. Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Chiếc điện thoại Galaxy S3 của Samsung sẽ là mẫu smartphone đầu tiên mang thương hiệu Safe của họ. Đây là thương hiệu cho biết một thiết bị Samsung có tích hợp loạt tính năng được tối ưu hóa cho việc sử dụng trong môi trường doanh nghiệp. Trong số những tính năng tập trung cho doanh nghiệp mà Samsung đề cập, đáng chú ý nhất là khả năng mã hóa AES 256-bit trên thiết bị, phần tăng cường hỗ trợ Microsoft Exchange và tích hợp hỗ trợ cho các giải pháp mạng riêng ảo VPN và quản lý thiết bị di động. Amazon đã bắt đầu chấp nhận việc đăng ký ứng dụng đối với các nhà phát triển ở châu Âu, gồm các nước Anh, Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha. Động thái này là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt gian hàng ứng dụng trực tuyến App Store cho các thiết bị Android tại châu Âu vào mùa hè này. Hiện nay, App Store của Amazon tại Mỹ đang sở hữu hàng nghìn ứng dụng cùng nhiều trò game thú vị và đã giành được thành công vang dội chỉ trong vòng một năm. Thông thường, khi không hài lòng với một lời bình luận đăng trên Facebook, người dùng chỉ có cách sửa chữa duy nhất là xóa lời bình luận đó đi và đăng một bình luận khác. Tuy nhiên, mới đây, Facebook bắt đầu cung cấp cho người dùng khả năng chỉnh sửa bình luận. Ban đầu, tiện ích này chỉ được cung cấp cho một nhóm nhỏ người dùng trước khi hoạt động với tất cả mọi thành viên Facebook trong vài ngày tới. Việc chỉnh sửa mỗi bình luận chỉ được diễn ra trong vòng 30 giây. Người dùng có thể chỉnh sửa cả những bình luận cũ trên các dòng thông báo trạng thái. Những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự ICT ngày 24 tháng 6 năm 2012. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.